chúng ta vẫn có cách để giúp bệnh nhân đó là gì hôm nay người bệnh bị đi nằm bệnh viện vì họ một lý do nào đó chẳng hạn đi xanh đi ha hay là hôm nay họ bị sốt xuất huyết đi thì họ phải đi nằm bệnh viện vậy thì cái người nhân viên của phòng khám ở đây này sẽ liên lạc là gì đưa thuốc Petadon đến tận cái bệnh viện nơi mà bệnh nhân đang nội trú tại đó để để điều trị một căn bệnh khác. Cái người bệnh ấy là có việc phải đi về quê hay đi du lịch hay là đi chuyển đổi công tác hay gì đó thì sẽ có một cái phiếu chuyển gọi bởi vì ở đâu cũng có điểm phát metadon